nếu chưa tụng thuộc thì viết trên thiền đường hay mang trong thân thế nên các loài ma không thể nào quấy phá họ được nếu họ không thể tụng thuộc được thì họ có thể viết ra trên thiền đường nếu khi họ tụng chú mà không thuộc lòng phải nhìn trong kinh quý vị có thể bảo họ viết ra lên vách tường nơi thiền đường đó là vì nơi nào có kinh chú nơi ấy có phật huống gì thần chú đại Phật đảnh này, bất kỳ nơi đâu có thần chú này, thì nơi ấy có kim cang tạng Bồ Tát và quyến thuộc cùng các vị hộ pháp thiện thần. Thế nên các loài ma không thể nào quấy phá họ được. Hay quý vị bảo những người này mang trong thân, nhờ thế mà các loài ma không còn quấy phá họ được. Nếu quý vị mang thần chú trên người, ma không thể nào gá vào quý vị được. Kinh văn nhữ đương cung khâm thập phương như lai cứu cánh tu tiến tối hậu thủy phạm ông nên kính vâng lời dạy bảo cuối cùng về phép tu tiến rốt giáo của mười phương như lai giảng đức phật thích ca mâu ni với tâm tử bi trí thiết ngài có lời phó chúc sau cùng cho ngài a nan ông nên kính vâng lời dạy bảo cuối cùng về phép tu tiến rốt giáo của mười phương như lai các ông nên kính trọng và chân quý thủ lăng nghiêm diệu định pháp môn nhĩ căn viên thông hướng tánh nghe trở vào bên trong để nhận ra tự tánh của mình và cũng là pháp môn thần chú thủ lăng nghiêm thần chú phật đảnh đà la ni là gom vào tổng hết thảy các pháp và nắm giữ trì vô lượng nghĩa đây là tâm là tánh của các đức Phật Như Lai trong khắp mười phương, đó là mẹ của các đức Như Lai, chú này là tột đỉnh cứu cánh, vô cùng rốt ráo và là pháp môn tối thắng vi diệu để tu tập tiến bộ, đó là khuôn mẫu tu chứng tối hậu của mười phương Như Lai, là pháp môn quan trọng nhất được Đức Phật giảng dạy vào thời kỳ sau cùng, đó là mô phạm tối yếu, là phương thức, là lời khai thị cho lộ trình mà quý vị phải theo sát để tu chứng tri kiến Phật